con, ôi nhớ anh. Giờ cũng buồn nên do đi, ngày xưa gặp nhau qua trẻ con, chúng ta thường hơn trách nhau. Thời gian lặng lẽ cứ theo trôi, cứ vui buồn cùng năm tháng. Rồi chợt nhận thấy thiếu vắng anh, trái tim em bỗng sẽ buồn. Rồi chợt nhận thấy cứ vẫn vương, mà hay rằng em đã yêu. Từ nhiều ngày đó biết bây giờ còn như lúc xưa em đêm. Anh đứng trăng vàng còn sau bóng em từng đêm khuya vắng. Người yêu còn đó lối đi về mình em lẻ loi. Em nhớ anh nhớ đêm em ngồi đây nhìn vào trăng trên trời cao. Em nhớ anh rồi em lại khóc như những lúc anh đùa vui với em rằng nếu lỡ khi chúng ta xa rời anh sẽ vẫn sẽ đưa lối anh vẫn với em nơi này dù cho ngàn chúng xa cách anh vẫn về với. Con vui gì thấy má với bác Cẩm lành với nhau á. Nếu mà không có vụ cháy hôm nay á, má với bác Cẩm còn lâu mới làm quề với nhau được á. Con thấy á, hai người cố chấp quá thôi, chứ thật ra mỗi người nhịn một chút thì đâu có chuyện gì đâu. Trời, con mà cũng biết nói vậy nữa hả? Vậy chứ con với thằng con của bà ấy á, không phải như lửa với nước hay sao? Má, má biết không, cũng vì chuyện đó mà bây giờ có bao nhiêu chuyện đó má. Ủa, có chuyện gì? Bộ hai đứa lại gây nhau nữa hả? Má thấy lúc nãy con với cậu ấy nói chuyện còn vui vẻ lắm mà. Không phải chuyện đó má. Vậy là có chuyện gì? Thì chuyện con với anh Đức á, tụi con mới cãi nhau nè. Hả? Trước giờ hai đứa có cãi nhau đâu, sao giờ lại? Thì cũng tại ảnh hết á. Ai kêu ảnh ghen tuông vớ vẩn. Ủa, Đức ghen hả? Mà nó ghen với ai vậy ta? Má thấy là con đâu có quen với ai đâu mà nó ghen vậy. Thì thằng Đức nó ghen với thằng con bà Cẩm hả? Dạ. Ảnh còn kêu người bài trò làm anh Trường mặt mày bầm tím luôn má. Trời đất ơi. Vậy chắc cái chuyện nó thấy con với anh Trường nói chuyện qua nói chuyện lại cho nên nó ghen đó. Tính Đức xưa này nó nóng nảy mà con cũng biết mà. Nhưng mà con không thích cái kiểu ghen tuông rồi bài trò vậy. Nếu có cái gì thì gặp con nói thẳng, việc gì phải làm vậy chứ. Như vậy chứng tỏ là nó thương nó yêu con đó. Má còn mệt không? Má ăn trái cây đi má. Má khỏe rồi con. Con để đó đi chút má ăn. Cảm ơn con. Má thấy trong người ra sao? Có gì á, má phải nói cho con biết liền nha. Má biết rồi. Mà con có tin tức gì của ba con không? Tin gì con hả? Kể cho má nghe. Thực ra hồi chiều ba có gọi điện thoại. Ba con sao rồi? Bây giờ ổng đang ở đâu? Ba không sao, ba đang ở nhà một người bạn. Ba đang cố gắng làm việc để giật lại sự của nhà mình. Nhưng mà ba con có một thân một mình thì làm gì được chứ. Má yên tâm, ba nói trên đó ba có rất nhiều người bạn, ba sẽ nhờ họ giúp đỡ.
Hơn nữa thằng Phong bạn con á đã gặp ba và hứa sẽ giúp đỡ cho ba nếu cần. Má đừng lo lắng quá. Cũng mong là ba con được khỏe mạnh và bình yên vô sự. Má nên lo cho sức khỏe của má trước đi. Má vừa bị xỉu đó. Nè, nếu ba con có gọi về hỏi thăm á, thì không có nói cho ba con biết cái chuyện hồi chiều nha. Má không muốn là ba con phải lo lắng thêm đâu. Biết chưa? Dạ. Mang trái cây nha. Ngồi đi em. Nè Mơ, uống gì? À, cho em ly nước sâm. Chị Tư ơi. Ơi. Dạ, cho con ly nước sâm. Ờ. Sao? Có chuyện gì mà kêu em ra đây vậy? À, thì chuyện anh với Trang đó. Từ bữa đó đến giờ anh với Trang cãi lộn rồi giận luôn á. À, em có gặp Trang không? Có, em có gặp nó một lần. Nhưng mà nó có vẻ giận lắm á. Anh biết là vậy. Anh mới kêu em để mà nhờ em giúp anh. Nhưng mà em giúp được cái gì? Dạ mời chị. Cảm ơn chị. Em hãy giúp anh nói chuyện với Trang, rồi giờ hỏi coi Trang có còn giận anh không. Ừ, em sợ không được đâu. Em thấy nó có vẻ giận anh lắm. Nên à, nếu em hỏi về anh á, chắc nó giận em luôn á. Vậy bây giờ anh phải làm sao? Em là bạn thân của Trang mà. Em hiểu Trang nhất. Em phải nghĩ cách giúp anh làm lành với Trang được không? Em cũng không chắc nữa nha. Nè, ráng nghĩ cách giúp anh đi. Em là hy vọng cuối cùng của anh luôn đó. À, hay là bây giờ anh thử coi tình cảm của Trang đối với anh ra sao? Tại sao? Em nói rõ đi. Hay là em với anh giả giờ là tụi mình quen nhau để coi con Trang nó phản ứng như thế nào. Trời, không có được đâu. Trang đang giận anh. Bây giờ Trang thấy anh làm như vậy á, chắc Trang bỏ anh luôn quá. Không có đâu. Em thấy con Trang nó vẫn còn tình cảm với anh. Cho nên là tụi mình hãy thử cách này đi. Nhưng mà anh sợ lắm. Trời ơi, anh yên tâm đi. Tâm lý phụ nữ em rành hơn anh mà. Em đọc bao nhiêu sách báo tạp chí rồi. Người ta nói á, muốn biết đối phương có ý gì với mình thì phải nhờ người thứ ba thử. Không có lý đó. Ok, quyết định vậy nha. Ủa, Thịnh. Cô chào bác. Vô nhà đi con. Vô dạ. Đi. Vô đi con. Vô đây. Vô đây lẹ lên. Vô đi con. Dạ. Con đến để biếu bác một ít quà với một ít trái cây ạ. Trời ơi, qua chơi là được rồi. Quà dạ. Cáp làm gì? Bác ngại quá. Ngồi đi con, dạ, ngồi đi, dạ. Ngồi đi. Ủa, bà Thúy Vi đâu rồi bác? À, nó đang trên lầu nghe nhạc á, để bác kêu nó cho con dạ, nghe. Dạ, dạ, dạ. Được rồi bác. Ủa, chứ không phải con tới đây con gặp Thúy Vi nhà bác hả? Ừ, bác cứ để Vi ở trong phòng. Con có cái này,
Con muốn lát nữa sẽ để cho Vi một sự bất ngờ. Bác còn bất ngờ nữa, đừng nói không Vi. Có gì nói đi, đừng có khách sáo. Dạ, thật ra hôm nay con đến đây là con muốn mời bác và Thúy Vi đến nhà hàng con dùng một bữa cơm được không ạ? Trời ơi, tưởng cái gì? Trời ơi, dễ. Được được con, được được. Dạ, con rất vui khi mà nghe được bác nói vậy. Chắc là ba má con cũng rất vui khi được gặp bác và Vi. À, bác hiểu rồi. Cái này là con sắp xếp cho hai gia đình gặp mặt, phải không? Dạ, chắc cũng gần như vậy. Tại vì trước giờ má con cũng rất là muốn gặp người mà con yêu. Bây giờ con đã tìm thấy được cô ấy rồi, cho nên con muốn sắp xếp cho hai bên gia đình được gặp nhau đó bác. Tốt lắm. Bác là bác cũng rất mong gặp được ba má con. Nhưng mà con sợ Vi không chịu. Con yên tâm đi, phía con Vi á, bác có cách. Dạ yên bác tâm. Vậy là tốt quá. Vậy là khi nào bác sắp xếp thời gian được ạ? Ngày mai được không con? Ngày mai ha. Dạ dạ. Vậy để con về con nói lại với ba má con. Rồi được rồi, con yên tâm đi. Về cứ thu xếp ha. Có gì cứ alo bác một tiếng, 5 phút sau bác dẫn con Vi qua nhà con liền ha. Con muốn tặng Vi một sự bất ngờ. Con cứ tự nhiên đi con. Dạ. Lên trển đi con. Con xin phép bác. Hả? Lên đi. Ừ. Gặp Vi rồi hả con? Dạ thưa bác, con xin phép bác con về ạ. Về làm cái gì? Ở đây bác nấu cơm cho con ăn ha. Dạ được rồi bác. Thôi để bữa khác đi bác. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Vậy về đi ha. Dạ. Rồi nhớ có cái gì cứ thu xếp ha. Dạ. Nói bác một tiếng, bác dẫn con Vi qua. Dạ cảm ơn bác. Tưởng rảnh rỗi ở đây chơi với bác, ăn cơm dạ. Cho nó vui, chưa gì đã về rồi. Một món quà được gói thật đẹp và công phu, chỉ để chứa hai chữ Love Vin Du. Và mọi thứ anh làm cũng chỉ là để cho em biết được một điều, đó là anh yêu em. Cho tôi tràn vị khang, nguồn gốc thảo dược, giảm nhanh các triệu chứng đau bụng, đi ngoài, đầy hơi, khó tiêu, điều hòa chức năng sinh lý dạ dày, ruột, đặc trị viêm đại tràng, mãn tính. Có tràn vị khang rồi. Tràn vị khang, đặc trị viêm đại tràng mãn tính. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chào anh. Chào cô. Bác Cẩm đâu rồi? Má tôi nói hơi mệt cho nên vào trong nằm nghỉ. Má tôi biếu một ít cam để bác ăn cho lại sức. Cảm ơn cô. Cho tôi gửi lời cảm ơn má cô nha. Lỡ qua rồi thì ngồi xuống nói chuyện lát đi. Cũng được. Thương của anh sao rồi? Còn đau?
cũng gần hết rồi. Nè, nhờ mấy công nghệ của cô mà vết thương của tôi mau lành hơn đó. Vậy thì tốt rồi. À, vết thương của tôi cũng sắp lành rồi. Vậy còn chuyện tình cảm của cô và người yêu đã tốt đẹp trở lại chưa? Thực ra thì chuyện là hiểu lầm thôi. Cô không nên vì chuyện này mà xích mích với người yêu. Anh đã đánh anh như vậy mà anh còn bên ảnh nữa. Anh Đức làm tôi thất vọng quá. Nhưng cô vẫn còn yêu anh ta rất là nhiều, đúng không? Vậy thì cô cũng nên thông cảm và nhường nhịn một chút. Tính anh ta đã nóng rồi. Nếu bây giờ mà cô cũng nóng như lửa nữa thì làm sao mà có hòa bình thế giới được chứ? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi muốn ảnh xin lỗi tôi. Đúng. Con gái nên tự kiên một chút thì rất là tốt. Nhưng trong khi chờ đợi đối phương xin lỗi thì cô phải trở nên hấp dẫn hơn. Tôi nghĩ cô nên thay đổi bản thân một chút sẽ tốt hơn. Thay đổi về cái gì? Thì về hình thức bên ngoài. Ví dụ như đẹp hơn nè. Về cách ăn nói, đi đứng, điệu bộ, cử chỉ. Cô nên tỏ ra nữ tính một chút, khiến cho đối phương không thể nào không để ý đến. Tôi không biết làm sao để nữ tính. Không sao, tôi sẽ chỉ cho cô. Nhưng trước tiên cô phải thay đổi về ngoại hình cái đã. Ngoại hình tôi có gì không ổn sao? Ổn. Ngoại hình của cô vậy là ổn rồi. Chẳng qua là cô không biết cách làm đẹp thôi. Nhưng không sao, tôi sẽ giúp cô trở nên xinh đẹp và duyên dáng hơn. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi nghĩ là tôi không cần đâu. Tôi không quen xe xua điệu đà. Tôi thấy ngại lắm. Còn cái điệu là chuyện bình thường mà. Nhưng tôi thấy vậy hơn. Bỗng dưng đổi khác, tôi thấy sao sao á. Chuyện của tôi tự quyết được mà. Tùy cô. Vi, cô nương. Ai nhớ ăn trái cây nè. Trái cây hả má? Lúc nãy anh Thịnh nó ghé qua, nó mua trái cây cho con ăn đó. Nè, hồi nãy nó nói nó lên trên phòng, nó cho con bất ngờ gì hả? Thì anh chỉ để món quà trước cửa phòng con thôi. Rồi hai đứa không nói chuyện với nhau hả? Tụi con có chuyện gì đâu mà nói hả má? Hôm nay nó đến á, ngoài có chuyện tặng quà cho con là còn một chuyện nữa. Chuyện gì vậy má? Nó nói á, nó muốn sắp xếp một bữa ăn rồi hai bên gia đình gặp mặt nhau. Con không muốn. Mà con đã nói với má rồi, con chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này mà. Sao con cứ ngang bướng hoài vậy? Má thấy chuyện hai bên gia đình gặp mặt là chuyện tốt, điều kiện tốt cho con rồi. Trời ơi, mà có gì đâu, hai bên gia đình gặp nhau, rồi ăn cơm, rồi nói chuyện với nhau, chuyện bình thường mà. Thôi, nè má ăn đi. Con không muốn. Con với anh Thịnh đâu phải là người yêu nhau đâu, mà hai gia đình phải gặp nhau. Trời ơi, bây giờ không phải người yêu, chắc gì sau này không phải vợ chồng. Hơn nữa, đây là đề nghị của má anh Thịnh. Mình mà từ chối là bả quê, bả muối mặt kỳ lắm. Mà thôi, con ngại lắm. Muốn cái gì thì để khi khác đi má. Thôi cái gì mà thôi. Ngại cái gì mà ngại. Mình qua bển mình ăn bữa cơm, có gì đâu mà sợ. Không, con quyết định rồi. Con không thích, má đừng có ép con. Chuyện này má quyết định rồi, con không có được quyền từ chối. Nhất định là con phải lo sắp xếp đi qua bển với má để gặp người ta, nghe không? Tớ
tức thiệt. Lúc nào cũng vậy. Thấy tao, thấy tao. Nè, ra đi. Tao mày hít kéo qua tao đi. Gớm kìa. Còn nắm tay đi giữa đường giữa xá nữa chứ. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Kỳ quá à. Kỳ thiệt á. À. Tụi bay, chị Trang buồn kìa. À. Trang bỏ vô nhà rồi. Có vẻ giận lắm đó. Anh nói nhỏ thôi. Coi chừng bị bại lộ bây giờ. Có chắc là hiệu quả không? Càng tưởng thiệt á, rồi giận anh luôn thì sao? Anh đừng có lo. Em rành tâm lý phụ nữ lắm. Với lại hả, con Trang nó chơi với em từ nhỏ tới giờ. Em biết nó quá mà. Nó phản ứng vậy á, chứng tỏ là nó vẫn còn thích anh. Em cũng am hiểu tình cảm dữ ha. Chứ sao, em là chuyên gia tâm lý mà. Anh biết không, ai mà lấy được em là có phúc lắm á. Có thiệt không đó? Tất nhiên rồi. Gì chứ, sách tâm lý, tình cảm, hôn nhân, gia đình em đọc hết trơn rồi. Cả cẩm nang làm mẹ em cũng thuộc lòng luôn. Bái phục em. Bởi vậy anh cứ tin vào khả năng của em. Vậy bây giờ làm cái gì tiếp theo? Ngồi chờ kết quả. Sao? Không lẽ anh thích mơ? Mình phải làm gì đây? Nhưng trong khi chờ đợi đối phương xin lỗi thì cô phải trở nên hấp dẫn hơn. Hay là anh đã chán mình rồi? Đâu, mấy đứa đừng nói lung tung. Hay là nè, mấy đứa qua nhà sư phụ mấy đứa chơi đi. Có phải mấy đứa thích học giỏi lắm đúng không? Dạ. Vậy qua bển đi. Đi đi tụi bay. Đi 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 đi, 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 đi. Lên. Thằng mèo này. Có chuyện gì vậy mấy nhóc? Tụi em qua đây nhờ sư phụ dạy võ cho tụi em nè. Bây giờ sư phụ tập cho tụi em nha. Dạ. Được rồi, tập trung đi. Tập trung. Trung Minh Tấn. Dạ. Yeah. 1. Dạ. Yeah. 2. Dạ. Yeah. 3. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi Cám, tập cho mấy bạn. Dạ. Yeah. Thôi, để tao đếm cho tụi bay tập nha. Ừ. 1. Dạ. Yeah. Qua đây kiếm tôi có chuyện gì hả? À, lại là chuyện với người yêu hả? Hay là đối phương qua xin lỗi rồi? Tình thế đã thay đổi rồi. Hồi nãy tôi gặp mơ với anh Đức. Điều bộ hai người tình tứ lắm luôn. À, thì ra là kế vụ tình cảm đây mà. Ủa, là sao? Người yêu của cô và bạn thân của cô đi chung với nhau, lại còn có vẻ rất thân thiết nữa, lại còn cố tình đi ngang qua nhà cô, tức là cố tình chọc tức cô. Ờ. Mà chẳng lẽ anh ta có mới nới cũ chứ? Mới cãi nhau với cô mà đã đi tìm người khác rồi sao?
Nè, sao lúc đó con không chạy ra hỏi thẳng hai người? Tôi không biết nữa. Lúc đó tôi cảm thấy rất hụt hẫng và tức giận luôn á. Nhưng tôi không thể chạy đến hỏi. Tôi không muốn tình cảm của tôi với anh Đức càng ngày càng xấu đi nữa. Có vẻ là cô rất yêu anh ta. Nếu vậy thôi cô làm lành trước đi. Thôi, kỳ lắm á. Con gái mà làm lành trước kỳ lắm á. Tôi không làm đâu. Nếu cô không muốn làm lành mà cũng không muốn mất người yêu thì chỉ còn có nước. Tôi sẽ bày cách cho cô. Cô có nhớ lời đề nghị trước đây của tôi không? Nếu cô đồng ý, tôi sẽ giúp cô. Dạ, con thưa ba má. Dạ, đây là ba má của con. Con chào hai bác. Dạ, đây là bác Hà và Thúy Vi, người mà con nói với ba má. Dạ, em chào anh chị. Rất là vui bữa nay được gặp anh chị. Chị và cháu ngồi đi. Dạ. Dạ, con mời bác. Ngồi đi con. Mời cô. Dọn món luôn nha. Dạ. Tôi có nghe thằng Thịnh nó nói là nó mới quen bạn gái. Thật ra tôi bàn với ông nhà là sắp xếp để hai gia đình gặp mặt ăn một bữa cơm. Tiện thể tôi muốn xem người yêu của con trai tôi như thế nào. Dạ. Thật ra tôi không muốn con trai tôi đầu tư tình cảm không đúng người đúng chỗ, nên mới có cuộc gặp mặt này để tìm hiểu cho kỹ. Dạ. Xin lỗi nha, ông nhà tôi ổng bận rộn lắm. Dạ. Lúc nào cũng có điện thoại làm ăn gọi đến hết trơn. Những người mà làm ăn lớn như chúng tôi á, không có nhiều thời gian rảnh đâu. Dạ dạ, em hiểu mà chị. Dạ. Cháu quen với Thịnh bao lâu rồi vậy? Dạ, dạ con... Dạ, tụi con chỉ mới quen nhau thôi má à. Vậy sao? Vậy mà má cứ tưởng là hai đứa quen nhau lâu rồi chứ. Vậy chắc con chưa tìm hiểu Vi kỹ phải không? Dạ, vậy nè chị. Tuy là hai đứa nó mới quen thôi, nhưng mà tình cảm hai đứa nó rất là tốt. Hai đứa nó quấn quýt với nhau lắm chị. Cháu Thịnh á, dễ thương lắm. Em rất là quý. Đúng rồi. Thằng Thịnh nhà tôi nó có tính ôn hòa, lại có phần hơi khờ nữa đó. Xin lỗi mọi người, tôi bận quá. Dạ. Mà sao không thấy ba cháu Vi? Anh nhà không đến được à? Dạ, ông xã em bị bệnh anh à. Vậy à, bị bệnh gì? Dạ, ông nhà em bị tai nạn anh ạ. Đang sống đời sống thực vật trong bệnh viện. Cháu Vi à, cháu tốt nghiệp trường gì vậy? Đã đi làm ở đâu chưa? Nói đi con. Dạ, con mới tốt nghiệp đại học khoa quản trị du lịch. Dạ, cháu nó học giỏi lắm chị ạ. Hiện tại con chưa tìm được việc gì hết, bởi vì con thấy chưa có công ty nào hợp với con. Thôi chuyện đó có gì nói sao đi ba má. Chúng ta dùng bữa đi. Dạ, con mời má uống nước. Dạ, con mời bác dùng bữa. Ba dùng bữa đi ba. Dạ, con mời ba, con mời má. Dạ, mời bác. Em mời anh chị. Em dùng đi. Mời chị. Dùng bữa đi chị. Dạ. Dạ, em ăn mời đi chị. Em. Cảm ơn. Dạ. Ăn đi con. Dạ xin mời. Em mời anh. Ngủ nhiều nhưng vẫn mệt mỏi, đó là lúc đi.
nên thay đệm mới. Ngủ bao lâu không quan trọng, quan trọng là ngủ ở đâu. Nhớ nhé, Everon cho giấc ngủ sảng khoái. Everon nâng giấc say nồng. Nè. Wow. Cái này đẹp nè. Không được đâu, cái này không có được. Cái này nè, cái này nè, cái này hợp với anh nè. Không được. Cái này cũng đẹp. Thôi, cái này không có hợp với tôi đâu. Cái này nè. Cái này hợp với anh nè. Cái này nè. Hả? Ở đây cô bán nhiều đồ đẹp quá hả? Tất nhiên. Tại trước giờ cô cứ ru rú trong nhà, không chịu đi đâu hết. Làm sao biết được mấy chỗ đẹp này? Thì tôi mới nhờ anh giúp tôi sửa soạn nè. Nè, cô có thể tin tưởng và giao cô cho tôi. Mặc thử đi. Thôi, không mặc đâu. Không mặc mấy cái đồ này đâu. Đây là mốt thời trang của mấy cô gái hiện đại giờ á. Bận đi. Nếu cô muốn mình đẹp hơn phải tin tưởng tôi chứ. Nhưng mà không quen mặc mấy cái đồ này. Không quen thì từ từ sẽ quen. Đâu cô thử coi cô biết liền hả? Nhìn kỳ thấy mồ. Nè, sâu lắm đúng không? Quá good, rất đẹp. Nói thiệt hay nói giỡn đó? Nói thiệt 100%. Nè, bây giờ để tôi kiếm cho cô thêm một bộ nữa, rồi tôi dẫn cô đi làm tóc. Cái này đẹp không? Không. Không. Đẹp. Không. Ghê quá. Này.
cười gì vậy? Bộ tôi lạ lắm hả? Mà tôi thấy mình cũng lạ thiệt á. Anh Đức, anh có thích tôi không? Tất nhiên rồi. Bây giờ không chỉ một mình anh Đức thích cô, mà ai nhìn cũng thích. Thiệt hả? Chị Lý. Chị Lý. Hả? Có chuyện gì vậy? Thì tôi ở trong nhà một mình buồn quá, không có chuyện gì làm, nên tôi muốn nhờ chị chỉ cho tôi cách làm vườn trồng rau đi nha. Sức khỏe của chị đã tốt chưa mà chị muốn làm vườn? Tôi sợ chị không chịu nổi thôi. Với lại chị lâu rồi không có làm vườn, sống sung sướng cũng đã quen, sao giờ làm cho nổi? Tôi khỏe rồi mà, tôi không có sao đâu. Với lại ngày xưa tôi cũng đã từng làm, bây giờ ôm lại là tôi nhớ thôi mà. Nhớ nổi không? Chị đi 20 mấy năm rồi, lại là vợ giám đốc, ăn sung mặc sướng, giờ lại đi làm vườn, trời, đến tôi mà còn không tin nổi. Thôi mà, chị chỉ thì chỉ, không chỉ thì thôi, chứ sao cứ dài dòng chứ vậy? Được rồi, để tôi chỉ cho. Đây nè, đó, bây giờ chị cầm cái cuốc này ha, dãy cỏ sơ sơ đi, ha, rồi chị xới cho tơi đất lên, rồi mình lên luống, làm được không? Tất nhiên là được mà, chị cứ coi thường tôi quá. Làm đi. Nhìn bộ dạng chị vậy chắc chị không có làm được đâu. Thì tôi chưa có quen, làm từ từ chút rồi quen. Chị cuốc vậy biết bao giờ mới thành luống mà trồng rau chứ. Tôi đã nói rồi, từ từ tôi mới làm được chứ. Sao chị hấp tấp quá vậy? Thôi, tôi nghĩ là chị không có làm được đâu. Sao mà chị cứ coi thường người khác vậy? Không muốn chỉ thì thôi, đã chỉ thì phải từ từ ta mới làm được chứ. Ai coi thường chị hồi nào? Chị nói chuyện kỳ cục vậy. Chị kêu tôi giúp thì tôi mới giúp chị thôi. Biết vậy tôi có qua đây nhờ giả làm gì? Thiệt là bực mình quá, không có hơi đâu mà đôi co với chị. Trời đất ơi, trời trời trời, đúng là làm ơn mắt quáng. Trời đất ơi, chỉ cho bả làm đã rồi cái bả lèm bèm bả quay ngược lại bả nhặn mình á. Mệt thiệt á. Chị đau không á? Ủa má, con rảnh không? Có chuyện gì má? Má thấy là Thúy Vi nó không có yêu con. Sao má lại nói như vậy? Thì nhìn cái điệu bộ của nó là đủ biết liền. Nó đến đây làm như là bị ép buộc vậy. Còn má của nó đó, nói toàn là những câu sáo rỗng mà không có thật lòng gì hết trơn. Sao má lại vào đánh giá người khác như vậy, chỉ qua một lần gặp mặt chứ? Má nói vậy là để con biết một điều, gia đình đó không hợp với gia đình mình đâu. Tại sao? Vậy thì phải như thế nào mới hợp với gia đình của mình? Thì ít ra đó, họ cũng phải có cơ sở kinh doanh làm ăn đàng hoàng,
con cái của họ thì cũng phải có nghề nghiệp ổn định. Chứ không lẽ suốt ngày họ chỉ chăm chút cái sắc đẹp thôi sao? Gia đình đó đã không tốt. Đã vậy lại phải nuôi thêm một người đang sống đời sống thực vật nữa. Má ơi, má đừng có khó khăn như vậy. Con đang tìm hiểu về cô ấy. Chuyện gia đình cô ấy thì mình cũng phải nên thông cảm. Có ai muốn bị tai nạn vậy đâu. Con à, con không thấy là gia đình đó đang có ý đồ lợi dụng gia đình mình hay sao? Họ chỉ là một thứ tầm gửi thôi. Con không nghĩ như má. Tuy gia đình cô ấy không phải là giàu sang, nhưng mà họ là người tốt. Và quan trọng là tình yêu của con dành cho Thúy Vi. Con khờ lắm con trai à. Rồi con sẽ thấy những gì má nói với con là đúng đó. Hôm nay á, ráng chờ coi có lên giá hay không nè. Tôi cũng vậy, chờ coi có hay không nè. Ôi, giật giá giờ nó leo thang từng ngày mấy bà ơi. Hình như không ai nhận ra tôi đúng không? Chắc là tôi xấu lắm nên mọi người mới nhìn vậy á. Cô phải tự tin lên chứ. Sao cô không suy nghĩ ngược lại? Cô đẹp người ta mới nhìn. Thiệt á hả? Tất nhiên. Ê mấy bà, hồi nãy nhìn coi nhỏ đó giống con Trang ghê không? Nó thì ai? Giống nhỏ đó. Giống nó đó. Trời ơi, sao bữa nay nó đẹp dữ vậy ta? Phải không ạ? Trời. Mà nó với ai nữa trời? Gì vậy mấy đệ tử? Tụi em bắt gặp rồi nha. Sư phụ đi với người yêu. Hả? Ủa, ai đây? Tụi bay nhìn thấy quen quen đúng không? Sao giống chị Trang quá vậy ta? Trời ơi, đâu có phải. Chị Trang đâu có đẹp như vậy đâu. Nhìn chị này giống người thành phố à. Đúng rồi. Trang nè, mấy đứa không nhận ra hả? Ủa, vậy là chị Trang á hả? Chị Trang hả? Ôi, chị Trang đẹp quá à. Đẹp thiệt á. Trời ơi, nhìn chị Trang như diễn viên truyền hình vậy đó. Chị Trang là số 1. Đúng rồi đó. Đúng rồi. sư phụ làm cách nào mà để chị Trang đẹp ra vậy? Đúng rồi. Tất nhiên, sư phụ mấy đứa mà. Trời ơi. Nè, nè, nói gì đó. Làm gì vậy? À, có phải sư phụ với chị Trang đang cặp bồ? Gì vậy? Nó gì vậy? Đừng nói lung tung nha. Không phải gì đâu á. Mà công nhận hai anh chị xứng đôi lắm á. Đúng rồi. Đúng rồi. Sư phụ đẹp trai, giỏi võ. Còn chị Trang xinh đẹp, dễ thương nữa đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Còn nữa chưa hết đâu nha. Chị Trang cho mình đọc truyện, ăn kẹo. Còn sư phụ cho mình chơi điện tử. Hai người xứng đôi lắm á nha. Hai người xứng đôi quá à. Đúng rồi đó. Thôi, không có gì đâu. Thôi, chị về nha. Ê nè, chờ tôi. Mày đứa nha, mấy đứa nha. Giỡn. Mà công nhận sư phụ với chị Trang xứng đôi lắm đó. Sư phụ lại. Em có còn coi anh là người yêu của em không vậy? Ngày nào cũng đi chơi với người ta. Đã vậy á, còn sửa soạn đẹp nữa chứ. Để mọi người người ta đồng mầm lên kìa. Thằng Đức với con nói bà không biết đó thôi. Chuyện tình yêu của tôi trẻ bây giờ nó thay đổi như chóng chóng vậy á. Con Trang với thằng Đức hết rồi hả? Muốn biết thì cứ rình xem. Cùng buồn nên gió đi rồi chợt nhìn thấy.
đã yêu.